Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà giảm giá nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Nằm trên trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 18m và được chiều nhà đúc kiên cố, một trệt, một lửng và 3 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính nam, phố tràng thuộc mệnh ở Đông Tứ Trạch. Và trong khu này thì mình có tất cả là 4 hướng. Và với hướng chính nam, chính bắc và chính đông thì nhiều. Chính tây thì chỉ có khoảng 4-5 căn thôi. Và với khu nhà lầu đồng bộ lên đến gần 100 căn này thì nằm trên một con hẻm một sẹt của trục đường Phan Huy Ích và là nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Và mình có con đường ở phía trước rộng lên đến 8m với lòng đường 6m và mỗi bên mình có thêm 1m vỉa hè nữa. Thì thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online. Với căn nhà nằm trong khu phân lô, mình có con đường thông bàn cờ và nằm sát với lại công viên. Đây là con đường hướng ra trục đường Phan Huy Ích. Mình để tay trái để ra trục đường Phan Huy Ích và nằm sát với lại căn nhà mình là một cái công viên của khu phân lô, cái không công viên nội bộ để thuận tiện gia đình ra vui chơi và hóng mát hàng ngày thì rất là thuận tiện. Và chỉ với giá 10 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý khách có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu và đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp này. Căn nhà nằm trên một con hẻm rộng lên đến 8-9m. Khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và đây là khu vực phía bên ngoài căn nhà. Trong khu này thì Nhà đất Hoàng Tiến nó có một số căn nhà muốn giới thiệu đến hàng. Và chỉ với giá từ 8 tỷ đến 11 tỷ là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy nằm tại khu vực này. Với khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho hàng căn nhà được anh chịu nhà thiết kế tặng kèm phu nội thất. Thì phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng độ 1m để mình để xe gắn máy. Cũng như di chuyển vào bên trong mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía ngoài được làm bằng sắt và kế tiếp mình có một khoảng sân khoảng 2,5m để xe gắn máy và hai bên tường cũng được anh chị ốp gạch đá cao lên kín tường. Bên trên thì được anh chị lập mái che chắn rất là kỹ càng và có đóng sẵn cho mình có một cái tủ để giày dép cũng như là mũ bảo hiểm. Và di chuyển vào bên trong thì có thêm một bộ cửa 4 cánh bên ngoài được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly và bên trong sẽ là gara để xe hơi của căn nhà. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được anh chị treo cho mình những cái bức tranh trang trí và phía trên mình có hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và khu vực ở dưới tầng trệt thì anh chị đổ bê tông cho nên là mình để xe hơi vào bên trong mình sẽ không sợ bị lún. Đây là khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và nếu gia đình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình cũng có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt để mình làm phòng khách rất là rộng rãi. Và với căn nhà mình thì đã được các chị phun nội thất tặng kèm. Cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng với bộ bàn ghế sofa cũng như là tivi đã được các chị đưa lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và khu vực không gian tầng lửng căn nhà cũng được các chị thiết kế thêm cho mình có một cái nhà vệ sinh thì thuận tiện để mình có thể làm phòng khách hoặc là phòng ngủ thì rất là thuận tiện. Và đây là khu vực cầu thang căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và lan can thì mình được làm bằng kính cường lực 10 ly. Và phía đối diện thì mình sẽ có một cái tủ rượu. Và phía sau sẽ là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Cũng như là tủ bếp, kệ bếp.
đã được các chị đóng sản bằng chất liệu gỗ an cường và mặt đá hoa cương. Bên trong thì mình sẽ có bếp điện từ, quạt hút, lavo rửa chén bát, kệ để chén bát, cũng như là máy đong đếm gạo và máy rửa chén bát. Phía sau thì mình sẽ có khoảng giếng trời lên đến 2 mét, và một bên thì được anh chị thiết kế để mình trừ giếng trời lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà, và một bên thì được anh chị thiết kế có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt, khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Và chỉ với giá 10 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhân viên liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoa Hàng đi xem. Một căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá lên đến hơn 1 tỷ đồng. Với căn nhà này thì lúc trước anh chị đang gửi bán bên nhà đất Hoàng Tín lên đến 11 tỷ 800 triệu đồng. Và bây giờ anh chị giảm giá xuống chỉ còn 10 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng. Thì quý khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhân viên liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoa Hàng đi xem. Một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ đẹp nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và nằm trên trục đường Phan Huy Ích, sát bên là phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, và là con đường nằm gần với lại siêu thị Emart vừa mới được xây dựng xong. Và đây là khu vực không gian tầng lửng căn nhà, sẽ có một bộ cửa kính cường lực phía bên ngoài. Bên trong mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để TV được các chị đóng sẵn tặng kèm. Và với chất liệu nội thất rất là cao cấp, toàn bộ kệ để TV, tủ quần áo cũng như là tủ rượu được các chị đóng bằng chất liệu gỗ an cường rất là bền. Và phía sau thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh được mở cửa sổ ra bên ngoài để gió và ánh sáng, cũng như là một bộ cửa sổ mở ra giếng trời phía sau rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Với căn nhà mình thì đang có hướng là hướng chính nam của khách hàng thuộc mệnh ở Đông Tứ Trạch. Và trong khu này thì nhà đất Hoàng Tín nó có một số căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp, cho nên là đang có giá rất là mềm. Với nhà không thang máy thì với diện tích ngắn hơn thì đang có giá tầm cỡ khoảng độ 7 tỷ rưỡi đến 8 tỷ rưỡi. Và với những căn nhà có diện tích như căn nhà này, ngang 4m, sâu 18m và được đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu này thì đang có giá từ 9 tỷ đến 10 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng. Và đặc biệt những căn nhà được thiết kế có thang máy tại khu này thì đang có giá là 10 tỷ 800 đến 11 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng mạnh, để quý khách có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy. Và hôm nay nhà đất Hoàng Tín xin chọn căn nhà không có thang máy và được thiết kế đẹp nhất khu này để giới thiệu đến nhà. Và chỉ với giá 10 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng mạnh, để quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, khu nhà lầu điện nước âm rất là đẹp. Với căn nhà được thiết kế tặng kèm toàn bộ nội thất bên trong căn nhà khi nhà mua căn nhà này. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Với phòng ngủ căn nhà mình thì có giường rộng lên đến 2m, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc, tủ quần áo 4 cánh lớn, kệ để TV và máy lạnh tặng kèm. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, nội thất rất là cao cấp và đã có sổ hồng riêng, anh chị mình mua bán cũng như là công chứng sang tên trong ngày. Và với căn nhà này, anh chị có hỗ trợ của ngân hàng nếu gia đình có nhu cầu cần vay thêm ngân hàng để mua căn nhà này, thì chị sẽ hỗ trợ gia đình với mức vay tối đa lên đến 7-80% giá trị của căn nhà này. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Lầu 1 thì mình chỉ có 2 phòng ngủ và đã được các chị phun nội thất bên trong. Và di chuyển lên khu vực lầu 2 căn nhà để đến với lại không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình thì đã được các chị thiết kế với bộ cửa rất là đẹp và rất là cao cấp, đến từ gỗ cam xe và có đi hoa văn chỉ nổi trang trí rất là đẹp. Ở đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, phòng ngủ là lầu 2 căn nhà. Với căn nhà mình được anh chị đóng cho mình có tới
8 ngăn cửa sổ thoải mái để gia đình bỏ quần áo cũng như là đồ dùng của gia đình. Có tới 4 ngăn để quần áo và tới 4 ngăn để đồ dùng. Và căn nhà mình thì có tới 4 phòng. Anh chị thiết kế full nội thất 3 phòng, còn trừ là một phòng phía sau. Vì gia đình có nhu cầu làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung gia đình, hoặc là mình có nhu cầu làm phòng ngủ thì có đồ dùng tại nhà, người ta mang tới và lắp ráp thì rất là thuận tiện. Và quý khách hàng đang xem video, đăng ký kênh để Nhà Đất Hoàng Tín luôn cập nhật với hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và trên kênh YouTube Nhà Đất Hoàng Tín thì chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mệnh giá khác nhau để hàng tham quan và lựa chọn. Với căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ đẹp nhất của trục đường Phan Huy Ích, thuộc phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện để quý khách hàng di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và con đường Trường Chinh hoặc là con đường Quang Trung, và chỉ tầm cỡ khoảng độ 10-15 phút là mình có thể di chuyển về sân bay, và tầm cỡ khoảng 20-25 phút là mình có thể di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực phía trên, khu vực sân thượng của căn nhà. Phía trước sẽ là không gian phòng thờ và sân thượng phía trước. Di chuyển ra khu vực phía sau thì mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng giặt và sân phơi ở phía sau căn nhà. Một căn nhà được thiết kế có những thời nên rất là thoáng và rất là mát, và được đổ bê tông rất là kiên cố, cho nên là được anh chị thiết kế có làm cầu thang để đi lên trên mái. Rồi video Nhà Đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại.